Em tự làm trên người em đi. Đúng rồi, em tự làm. Thay tắt cái màn hình kia khỏi bị ngược sáng thì không bị đen mặt. Rồi đúng không? Thầy hỏi ạ. À rồi, thầy đang hướng dẫn đến cái vụ mà chữa tắc tia sữa ấy. Thì em đã làm cho có người có thành công rồi thì em nói cho thầy biết là chi tiết cách làm như nào. Vâng. Trước kia em cũng chỉ biết tìm hiểu đơn giản thôi, xong mà chữa em chữa cho chị ạ. Ừ. Thì, em vào là em gạch sáu vòng. Chị là bị tắc tia sữa. Vâng. Thì bé là được mấy tháng tuổi rồi? Lúc đấy là bé được có một tuần tuổi thôi. À, một tuần tuổi. Vâng, mới ra viện. Thường thường tắc sữa là ở những cái tuần đầu tiên. Lúc đấy nó mới bắt đầu khởi động bộ máy. Có thể nó bị trục trặc. Thì trước khi làm ấy, thì em gạch sáu vùng phản chiếu bạch huyết này. Và sau đó là em bấm bộ thông nghẹt ngạc. Thông nghẹt huyệt bao nhiêu em? Bấm thông nghẹt ngạc là huyệt 14. Em bấm luôn cho mình xem. Huyệt 14, huyệt 275, huyệt 19 và huyệt 61. À, huyệt 19 và huyệt 61 đây. Đấy. Và sau đó là em lấy điếu ngại em hơ hai vùng mắt này. Nhắm mắt vào. Vâng, nhắm mắt em hơ. Xong rồi em lăn. Em lăn hai vùng mắt. Lăn như nào? Lăn xung quanh. Lăn xung quanh. Em lăn bằng cái giò. Cái giò sừng. Em lăn này. Thì em hỏi là chị cảm giác thế nào và chị cảm giác cũng ấm lên. Sau đó thì em hơ hai loa tai nữa. Bởi vì chị cơ thể người bị mất khí, mất máu nhiều ấy. Thì em làm vùng ấm thấp. Sau đó thì em cũng áp dụng một bài thuốc nam nữa là bài đi vặt cái quả đu đủ bằng nằm đầm này. Càng bé càng tốt. Vâng, đu đủ non ấy. Bởi vì quả đu đủ non thì nó rất là nhiều sữa, nhiều nhựa ấy. Và giã một ít muối. Thì giã nát ra, rồi tắt vào hai đầu ti. Thì một ngày em làm cho 2 đến 3 lần. Thì trong ngày hôm đấy gần như là... Tức là giã nát quả đu đủ non với cả ít muối nữa. Ít muối trắng, ít muối cộ ấy. Đắp lên đấy băng dính á? Vâng, xong rồi băng dính vào. Dính vào hai đầu ti. Dính trong bao lâu? Dính thì trong vòng nửa tiếng đến một tiếng. Thì em hỏi là... cũng lắm lúc cũng ngại bảo là thế chị có cảm giác hai đầu ti có nóng không? Bảo có. Thì là có tác dụng. Tác dụng như nào? Kết quả như nào? Kết quả thì là trong một ngày đấy thì gần như là thông hết cái sữa, không còn tắc nữa. Thông hết và sữa về đủ. Sữa về đủ mà. Sau ngày thứ hai thì em không phải làm gì cả. Không phải làm gì cả. Một ngày làm đến 2 đến 3 lần. 2 lần chưa được thì lần thứ 3. Là kiểu gì cũng được. Quá tao không bận mà. Có cậu em rể này hơi hay đấy. Chúc mừng, cảm ơn em.